cấp màn hình Android Bravigo Air cho xe Toyota Fortuner. Đấy, em thử tính năng Bravigo AI nha. Cũng muốn cuộc sống. Mở video từng yêu. Mở video từng yêu. Đang mở video bạn yêu cầu. Đây, thích hợp chuyển vô lăng rồi. Mở video 4K. Đang mở video bạn yêu cầu. Dẫn đường ra sân bay Nội Bài. Cái này thay cho cái vuốt cái này sang, vuốt cái này sang là nó mở được cả cái rút này, nó có cả dẫn đường bên này luôn. Nghe tiện. Nghe nhạc thì tìm kiếm ở trên này nhé. Ừ. Tìm kiếm chú muốn nở mặt gì thì. Rồi. Sau đó âm lượng ở bên này. Này thoa ta này thì nó vẫn ẩn, vẫn nghe được bình thường. Còn có thể nghe Vinh thì nó sẽ ở bên này. Vinh cháu tải về cho chú đây, cái Vinh này. Còn dẫn đường thì một là của Navitel, hai là của Google Maps. Nó có thể cháu chuyển về có ai cháu chú thì phải. Đây không? Chưa. Đã có tín hiệu vệ tinh. Cái này tìm đường vẫn như cái trên này ra mua. Thank you.